David cò. Con có đồng ý lấy Jeremy làm vợ con không? Con đồng ý. Jeremy, con có đồng ý lấy David cò làm chồng của con không? Con đồng ý. Dưới sự giám hộ của ta, ta chính thức nhận hai con lên chồng lên vợ. Dù khó khăn hoạn nạn vẫn luôn tương trợ, hỗ trợ nhau. Cái gì vậy? Chúc hai con gấm lụa ngọc ngà, xuân thì hạnh phúc, hạ thì yêu thương. Chúc hai con sẽ luôn được gặp nhau, bảo vệ chủ quyền cho gia đình này. Ta chính thức nên duyên tập thành hai con dưới sự chứng kiến của hơn 100.000 người xem. Chính thức hai con nên vợ nên chồng, yêu thương đùm bọc nhau. Hôn lễ chính thức được bắt đầu. Thôi coi, bắt nạt em nào. À, con mình mới lên Bắc Ninh để đón mi sói về cho cò. Quần nhau suốt ngày. Thôi, mi sói này thì được 15 cân anh em ạ. Cò được hơn 20 cân. Nói chung là nhìn cũng đẹp đôi đấy. Không biết thế nào đây. Tường này sẽ có một đàn chân ngắn. Mình đừng ngoan nha. Đi kiếm vợ cho con nhưng mà bố chưa có vợ. Nói chung ở quê thì sân vườn rộng, bài nhảy thoải mái. Mi sói thì nó chưa biết đi xe anh em ạ. Còn mới cò là biết lên xe rồi. Cò lên xe. Cò lên xe. Đấy, cò nó quen rồi, còn mi thì nó chưa lên xe bao giờ. Giờ mình sẽ tập cho nó lên xe xuống đi, cho em lên. Lên lên lên. Tập đứng này thôi. Dắt đi nữa cơ. Đấy, nó còn chưa đứng quen này. Lên 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 lên. Hôm nay cò lên lên rồi. Rồi em thì giỏi rồi, xuống cho em mi lên. Có mi sói. Mi tập cho đứng đấy. Cái mắt con này nó mắt xanh này, thuộc mắt hiếm anh em ạ. Không phải là mắt nhìn nó giống giống kiểu Husky nhưng không phải anh ạ. Đó là Corgi mắt xanh. Đấy, anh cò lên đi, anh cò lên. Còn xích tạm này vào đó. Mình đang chuẩn bị bữa cơm trưa anh em ạ. Bữa trưa hôm nay cũng đơn giản thôi. Có cua Alaska nấu mồng tơi này, thịt ba chỉ Kobe kho, với lại xương hầm. Tí vừa cho cò ấy, người cũng ăn được. Và đây có thêm cái phồng dưa mẹ mình muối này. Đơn giản thôi, ai cũng có thể nấu được. Và tí ra chợ một thêm ít đồ chuẩn bị bữa tối. Chưa ăn bữa trưa xong đã lo bữa tối rồi. Ở quê tuy đơn giản nhưng mà cái gì cũng có anh em ạ. Trong chuồng có con gà này, ngoài vườn có rau này, thêm hai bạn cò nữa. Và hiện tại thì mình đang chuyển công tác về quê làm rồi. Thì thoảng nếu mà rảnh thì mình vẫn lên Hà Nội để làm một số cái video cho anh em xem. Không biết là cái lựa chọn của mình về quê lập nghiệp có sớm hay không. Nhưng mà như mình đọc được câu nói là các bạn không nỗ lực cố gắng kiếm tiền thì các bạn xa quê hương để làm gì. Còn như mình thì mình tin lựa chọn của mình là đúng. Gần gia đình, chăm chỉ chịu khó, gọi là chục năm nữa thì mình sẽ hy vọng là sẽ
gặt được cái thành công mà mình mong đợi với công việc ở quê hiện tại của mình. Còn công việc gì thì sau này mình sẽ chia sẻ thêm cho nha. Còn thời gian này mình vẫn có thể rảnh, vẫn có thể lên Hà Nội để giao lưu cùng anh em, cũng như là có thể chạy những chuyến xe. Hy vọng là anh em sẽ luôn ủng hộ mình những nội dung mới của mình. Có nhé. Tôi đáng quý nhất trên đời không phải là những thứ ta đã mất đi hay chưa thể đạt được, mà chính là những gì ta đang có trong tay. Chúng ta sống trong một thế giới vô cùng phức tạp mà không hề có cơ hội lựa chọn. Trên người lại gánh vác quá nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ. Có những khi ta không thể giải quyết sẽ bị gục ngã tại đó, khó mà đứng dậy. Ok, hiện tại thì mình đang ở trung tâm huyện của quê mình. Hôm nay là buổi đầu tiên mình dẫn cò trên đêm. Hiện thì mình quay anh em xem là buổi đêm ở huyện quê mình sẽ có những gì. Tối nay là buổi tối thứ năm nên là mình nghĩ là cũng không đông đâu. Hiện tại là 8 giờ tối. Các em cứ phải tầm 9 giờ cơ thì mới nhộn nhịp được. Hơn nữa là cấp 3 giờ đang thi giữa kỳ nha bạn, nên là cũng khả năng là cũng hơi ít đấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ gọi là trải nghiệm xem buổi tối quê mình có những gì nhá. Lác đác mình thấy là có một vài gia đình có em nhỏ. Ok, chúng ta cùng nào vào vòng nhá. Tạo đây vòng anh em ạ, cho cỏ nó thông dòng luôn. Hồi xưa là ở đây người ta còn cho thuê cái dịch vụ thuê xe đi lại thì nó đông vui. Bây giờ người ta cấm rồi nên là người ta ít đến chơi rồi. Giờ chủ yếu là người ta đi uống nước thôi, hoặc đi bộ ở đây giải trí thôi, hoặc là các đôi yêu nhau đến đây để tâm sự. Còn trên kia là tượng cố Tổng Bí thư Trường Chinh, người con của quê hương làng của mình. Thế này thôi, quảng trường chỗ này thì làm lại một lần rồi. Xưa là tượng khác nhưng mà tượng ấy chuyển lên trung tâm trường trung cấp cao đẳng chính trị ở trên Nam Định, còn thay thế tượng này. Không có gì cả. Giờ chúng ta sẽ đi uống nước. Thôi lên xe đi. Đi. Lên xe. Anh thấy hôm nay tôi buồn tẻ, muốn cùng em lần quanh ở đâu đó. Hẹn em 7 giờ tối nay anh đến đón. Lang thang dạo phố tôi quên hết âu lo. Anh đang mơ cài lại tình đẹp. Em ngỡ sơ lần tưởng đâu cho phải. Hồi cà phê. Thế sao? Thôi. Quen thôi. Đúng rồi. Trước em ai xem. Thế à, giờ bỏ đây à? Ừ, đúng rồi. Rồi em đi nào. Nhà mình có sữa chua gì không? Sao bên em lại không có sữa chua mà? Anh không đi làm nữa à? Anh
về quê rồi, về quê ở ảnh. Anh dùng ở đây mang về à? Ờ, em dùng đây. Cho em, vậy cho em trà đào cam xả đi. Một trà đào cam xả. Một hướng dương nhá. Anh dùng hướng dương hay hướng dương hỏi? Hướng bị dừa. Trà đào cam xả hướng dương bị dừa, anh hết nơi gì? Có uống gì? Uống gì? Em cầm một anh kính tí không? Nó có cắn không? Không, nó thiền không. Có 50 nghìn đúng không? Giờ bận quá không xem được à? Dạo này có tính người yêu anh. Dạ. Dạo này có tính người yêu anh ạ. Anh đi Vision. À, anh cảm ơn nhé. Em đi về đây. Đi một mình à? Cầm nhá. Lâu rồi. Đi em ơi. Xịt. Cạnh này. Hoài, ở đây rộng phết anh em ạ. Nguyên một vườn đây này. Sao bay nhỉ? Chắc có anh rảnh lên. Dạ anh đi quay đấy. Bên, anh đang sắp xếp công việc gia đình. Vâng. À chị cưới vợ nơi rồi. Mày ông bạn này thì tên là có kêu tên là Thế Tuyển đúng không? Anh xem à? Chào luôn. Thi thoảng xem, vẫn xem à? Anh đi với ai đây? Ờ đi ngồi mà. Sao mày nắm lại mà? Mồm mày nắm lại. Nhìn trong cửa nít thì hơi bé, ra ngoài to. NANI?! Đấy, đi chơi đi. Hiểu kiểu gì? Mấy tí.
Xong thông minh thế hả? Nó tên là Cò mà. Em về à? Em ở đâu? Em ở đây. Ở đây luôn à? Ở sân trung. Em nuôi con Husky với con Đồ. Dạ. Anh nuôi hai con nhưng mà con kia nó cho ở nhà. Một được một cái. Làm gì trên mạng không anh? Anh á? Trước anh làm nhưng mà giờ anh ở quê, về quê làm một xã. Anh tên gì anh? Anh á? Vâng. Anh tên là Thịnh. Anh ok em nha. Em có đi học không? Có chứ ạ. Lớp mấy rồi? Nhớ rồi, con chơi diễn tuyển này đúng không? Mình chơi trên đúng đây. Hello anh. Được, mời mỡ. Mỡ được, anh cho em về thịt. Anh bảo ơi mỡ nhá, anh có cho không? Mỡ đem về của mỡ cho anh nhưng mà à, cho em đem. Anh mang ở điếu cày đi cơ. Hiện anh ạ. Nâu với được gặp người nổi tiếng bạn ạ. Em sắp được nổi tiếng rồi chị ạ. Được, đây là người nổi tiếng. Là anh lên thị xã tôi bắt chơi anh nhá. Thị xã được à? Không để em lên like cho anh. Không à, không. Xuân Bắc, Xuân Bắc có gì không nhỉ? Hả? Xuân Bắc có gì không? Xuân Bắc là em đi ăn rón xương thôi anh ạ. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Có gì đổi mới à? Tháng năm mình muốn ăn rón xương rồi. Dạ. Mà giờ anh xuống Xuân Bắc, anh cứ alo em, bọn em đang giận anh ăn rón xương. Nhưng alo kiểu gì? Anh cứ đến, bọn em đặt định vị mà. Thôi, mày đừng có bốc quét. Chuyến đi chơi bất ổn. Mình thấy view ở đây cũng khá là đẹp anh em ạ. Khả năng là chăm chỉ xuống đây rồi. Giờ hai đứa về đường nào? Đi cầu kia à? Ờ chắc cùng đường. Anh ở đây à? Không, anh ở Xuân Ngọc đó. Thì 7 giờ tối nay anh đến đón. Lang thang dạo phố tôi quên hết âu lo. Ánh đèn màu cay lại tuyệt đẹp. Em ngồi sờ lưng tựa đầu vào vai. Đôi tay em lặng cho vào túi áo. Anh còn những lời yêu thương thì ghé vào tai. Anh không biết trước là mình sẽ đi đâu, nhưng sẽ đưa em đến nơi em nổi thích. Tay cầm trà đào, còn tay thì nắm nhau. Còn lại nụ hôn anh đặt trên mái tóc. Ta vẫn an yên trao nhau cái tràn ôm. Còn họ vẫn đưa mắt để tìm nhau. Bởi vậy thấy đấy ta cứ phải ôm lấy những thứ mà đắm say chứ không phải là niềm đau. Và rồi anh sẽ viết những câu ca thu thanh tặng em để đêm có đau dương. Và không cần thiết đi đâu xa, ta ngồi cạnh nhau cũng sẽ là thiên đường. Để những áng mây bồng bềnh trong con tim. Còn ta tươi thắm như nụ hoa chớm nở. Dẫu trời sập tối, không cần ánh đèn, ta vẫn tìm thấy nhau qua lần hơi thở. Đó là những lời anh nói như vậy thôi, vì chưa chắc như thế là đã đủ. Anh còn hàng vạn những điều làm bà nói. Dù ngọn đèn bên đường cho ngã mũ, lăn vào bánh xe đưa em về tận nhà. Trong lòng cả hai là bầu trời màu xanh. Anh thì đứng đợi em vào từng trong phòng. Rồi ngoảnh lại và vẫy tay chào anh. I love you.